Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị đón xem bản tin thời tiết Hà Nội của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua, sự tác động của hội tụ gió trên cao nên các tỉnh vùng núi và khu vực Đông Bắc đã có mưa. Khu vực Hà Nội thì trời không mưa nhưng mà mây nhiều cả ngày, làm cho nhiệt độ thì giảm đi đáng kể, phổ biến ở vào mức nhiệt 32 đến 33 độ, giảm khoảng trên dưới 2 độ. Về ban đêm thì nhiệt độ vẫn dao động ở vào mức nhiệt 28 đến 30 độ, tiết trời còn khá là oi bức. Sang đến ngày hôm nay, hình thế thời tiết chi phối khu vực Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội là rìa nam của rãnh áp thấp bị nén yếu bởi một bộ phận áp cao lục địa nhỏ ở tầng thấp. Trong khi đó, thì trên độ cao 5.000m, một vùng xoáy thấp có xu hướng được thiết lập trên khu vực Bắc Bộ từ đêm nay. Do vậy mà thời tiết chủ đạo trong trưa chiều nay tại khu vực Hà Nội là trời nhiều mây, đôi lúc thì có thể có mưa dông và nhiệt độ trong ngày thì không quá cao, phổ biến là từ 31 đến 33 độ nhưng mà vẫn gây ra cảm giác oi bức và khó chịu. Tuy nhiên, từ chiều tối và đêm khả năng thời tiết sẽ chuyển xấu, mưa dông sẽ xảy ra ở diện nhiều nơi khi có thêm tác động của vùng xoáy thấp trên cao vừa phân tích trên. Do vậy mà nhiệt độ thì có xu hướng giảm đi khoảng từ 1 đến 2 độ so với đêm hôm qua, thấp nhất về đêm phổ biến từ 26 đến 29 độ. Sang ngày mai, khu vực Bắc Bộ nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng vẫn chịu tác động của rìa nam rãnh áp thấp. Trên cao thì vùng xoáy thấp vẫn còn duy trì, vì thế mà mưa vẫn có khả năng xảy ra. Tuy nhiên thì mưa gián đoạn trong ngày chứ không kéo dài liên tục và nhiệt độ cao nhất thì vẫn có thể đạt ngưỡng nhiệt 31 đến 32 độ, chỉ giảm nhẹ đôi chút so với ngày hôm nay. Dự báo trong vài ba ngày tới thì mưa sẽ giảm dần từ chiều và đêm ngày 16. Từ ngày 17 thì thời tiết sẽ chuyển nắng ráo và nhiệt độ sẽ tăng nhanh trở lại, cao nhất đạt mức nhiệt 34 đến 35 độ, thời tiết lại trở nên nắng nóng hơn. Thưa quý vị và các bạn, vào mùa nắng nóng hoặc trong những ngày thời tiết oi bức, ngoài việc giải nhiệt cho cơ thể bằng các biện pháp làm mát như là dùng quạt, điều hòa nhiệt độ, bơi lội, tắm, thì uống nước cũng là cách giải nhiệt hiệu quả, tăng sức đề kháng và tạo cho cơ thể khỏe mạnh trong tiết trời nắng nóng. Khi bổ sung nước cho cơ thể, quý vị cần phải lưu ý, nên uống nước chậm, từ từ, từng ngụm nhỏ để cung cấp lượng nước đã mất cho cơ thể một cách hợp lý. Nên uống nước ấm, nhiệt độ của nước thích hợp nhất là từ 10 cho đến 30 độ. Khi ngủ dậy, sau khi đánh răng rửa mặt thì hãy uống ngay một ly nước rồi mới ăn sáng. Bởi uống nước lúc này thì sẽ giúp bổ sung nước cho cơ thể sau một giấc ngủ dài, có tác dụng làm sạch đường tiêu hóa, các thức ăn còn dư lại ở dạ dày thì sẽ được làm sạch. Hãy uống nước trước bữa ăn 30 phút thì sẽ làm sạch và trơn hệ tiêu hóa, giảm cảm giác đói và ăn ngon miệng hơn trong bữa ăn. Uống đủ nước và đừng để lúc khát mới uống. Đây là thói quen không tốt cần phải thay đổi, bởi vì khi cơ thể cảm thấy khát là lúc mà cơ thể đã thiếu nước rồi, bạn đã mất đi khoảng 2% nước trong cơ thể. Tuy nhiên thì quý vị cũng không nên là uống quá nhiều nước. Phân bố đều lượng nước uống trong ngày. Cách uống nước tốt nhất là giải đều lượng nước uống trong ngày. Cứ cách 30 phút thì lại uống vài ngụm nước hoặc uống khoảng từ 50 cho đến 100ml nước dù không khát. Đặc biệt với trẻ em thì việc cho uống nước giải đều trong ngày thì sẽ rất tốt cho trẻ. Nước uống có thể là nước máy đun sôi để nguội, nước lọc, nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai, sữa, nước ép trái cây, nước ép rau củ, nước rau luộc thì đều có thể dùng được hàng ngày. Để đảm bảo sức khỏe thì quý vị nên tự đun sôi nước sạch để nguội uống hàng ngày. Nếu uống nước đóng chai thì phải chọn các hãng có uy tín trên thị trường. Bên cạnh đó thì cần phải hạn chế các loại nước ngọt có ga vì có thể gây thừa cân béo phì hoặc là đầy bụng biếng ăn ở trẻ em vì cung cấp calo rỗng. Và đến đây thì bản tin thời tiết xin được khép lại với những thông tin dự báo cho thủ đô Hà Nội trong đêm nay và ngày mai. Khu vực Ba Vì, Sơn Tây, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, độ ẩm trung bình từ 77 đến 83%. Khu vực Phúc Thọ, Chương Mỹ, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ ẩm trung bình từ 76 đến 82%. Khu vực Thanh Oai, Thường Tín, Mỹ Đức, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió nam đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ ẩm trung bình từ 78 đến 83%. Khu vực Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, độ ẩm trung bình từ 77 đến 84%. Trung tâm thành phố Hà Nội, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ ẩm trung bình từ 78 đến 85%.